Bạn đã có nhu cầu mua Lenovo Mobile uy tín giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến với shopmobileviet.vn. Ở Lenovo Việt bán Lenovo Mobile, mọi link trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Xin chào bạn, Ngọc là kiến thức vô cùng quan trọng khi anh em trải nghiệm game mobile, nhưng mà hiện tại có khá nhiều anh em là lớp tơ mơ về vấn đề Ngọc. Rất nhiều bạn hỏi mua Việt rằng, anh mua ba ơi, mua Ngọc cấp 2, cấp 3 ở đâu? Dùng Ngọc cấp 2, cấp 3 như thế nào? Và đặc biệt nhiều anh em là anh Y, sao em dùng Ngọc thập cẩm sao yếu vậy? Ngọc chỉ số cao mà yếu vậy. Bởi vì các bạn chưa ép đúng Ngọc, các bạn chưa hiểu rõ Ngọc. Ngọc không thể mua và bán trong phiên bản chiến trường 3.0. Ngọc cấp 1 không mua không bán mà các bạn được cấp miễn phí 30 lượng Ngọc trong túi Ngọc như thế này này anh em ơi. Các bạn phần vô phần đồ và có 30 lượng Ngọc, mỗi Ngọc 10 viên. Vậy anh em có tối đa 300 viên Ngọc, 300 viên Ngọc cấp 1 ở trong túi đồ có sẵn free miễn phí, nạp link đã có rồi. Ngọc cấp 2 của anh em sẽ không thể mua được và Ngọc cấp 3 cũng như vậy. Các bạn nhớ nha, Ngọc cấp 2 chỉ có thể phân rã thành Ngọc cấp 1 và mảnh Ngọc. Ngọc cấp 3 các bạn cũng có thể phân rã thành Ngọc cấp hơn, thấp hơn và mảnh Ngọc. Ok. Sử dụng rất đơn giản, các bạn ấn vào nút sử dụng, chọn loại Ngọc và ấn sử dụng. Đó, mình sẽ chọn một cái Ngọc cùng một lý đi. Ok, đây sang đến phần túi Ngọc rồi. Các bạn có thể gắn Ngọc vô. Và sang đến phần nâng cấp nha. Hướng dẫn anh em nâng cấp Ngọc. Nhiều anh em còn chưa biết nâng cấp Ngọc. Bởi vì các bạn hỏi là mua Ngọc cấp 2, cấp 3 ở đâu? Không có mua được, các bạn chỉ có nâng cấp được thôi. Nhớ nha, nâng cấp được thôi. Chọn một loại Ngọc các bạn muốn nâng cấp. Anh em thấy bây giờ Ngọc các chỉ số nó giống nhau hết rồi, nó chỉ khác nhau về giá trị các bạn nâng cấp cấp cao hơn thôi, không giống như phiên bản trước là Ngọc cấp 1, cấp 2, cấp 3 các cái chỉ số nó khác nhau, bây giờ là giống nhau, rất đơn giản dễ hiểu. Ví dụ Ngọc công một lý cấp 1 là cộng 1, là công một lý cấp 2 cộng 2, công một lý cấp 3 là cộng 3.2, nghĩa là càng cấp cao giá trị càng cao hơn. Anh em nào không có tiền cứ Ngọc cấp 1 mà xài, anh em nào có một xíu xíu là đầu tư một xíu là các bạn có Ngọc cấp 2 dùng rất ok. Các bạn đầu tư nó khỏe hơn, mắc pin thì các bạn dùng Ngọc cấp 3. Ok, kích vào một viên Ngọc cấp 1 mà các bạn muốn nâng cấp. Đây, sẽ có hai lựa chọn là thăng cấp lên cấp 2 hoặc là thăng cấp lên cấp 3. Tùy điều kiện anh em nha. Đầu tiên mới chơi thì chúng ta cứ thăng cấp lên cấp 2 thôi. Đấy, chỉ có 475 mảnh Ngọc. Hoặc là chỉ có hơn 190 vàng thôi, rất rẻ. Hoặc là anh em sẽ có thể nâng thẳng lên cấp 3. Đó, rất đơn giản phải không anh em ơi? Không mua Ngọc được mà chúng ta chỉ thăng cấp bằng cái mảnh Ngọc và vàng. Giá trị thì nó vẫn bằng như trước, nếu mà so với vàng thì nó rẻ hơn một chút xíu, 10 vàng, nhưng mà các bạn có thể kiếm mảnh Ngọc trong các sự kiện. Và anh em cũng có thể kiếm những viên Ngọc mà mình không cần dùng trong các sự kiện. Ví dụ anh em toàn chơi tướng phép mà có Ngọc công vật lý, wow, thừa quá. Hoặc anh em thấy đấy, lúc này có 21 Ngọc công lý cấp 3, quá thừa. Thì các bạn kích vào viên Ngọc đó, Ngọc cấp 3 đó, sau các bạn ấn chữ tái thiết, nghĩa là các bạn phân rã. Phân rã ra thì anh em được một viên Ngọc cấp 1 và 1.000 mảnh Ngọc. Ấn chữ thiết đập lại. Ok, như vậy anh em phân rã thành công. Không dùng cái gì thì phân rã ra nha. Bây giờ một việc sẽ hướng dẫn các bạn Ngọc cho phiên bản chiến trường 3.0, cho các loại tướng đấu sĩ, sát thủ, pháp sư, trợ thủ vân vân và vân vân. Tất nhiên là Ngọc gọi là Ngọc chung chung thôi, các bạn có dùng cho tất cả những vị tướng anh em yêu thích. Còn các bạn muốn Ngọc chi tiết cho những vị tướng khác nhau, chuẩn xác 100% max ping, thì các bạn lên kênh Mobile Mua Việt xem từng vị tướng nha. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn Ngọc cho những vị tướng pháp sư. Nhưng mà trước hết hãy khoan, các bạn hãy kiểm tra túi Ngọc của mình xem có những thể loại Ngọc nào. Đó, các bạn kích vào phần này, sau các bạn kiểm tra này, túi Ngọc của mình này. Pháp sư thì cần những chỉ số công phép và xuyên giáp phép ở Ngọc đỏ. Đây anh em, nếu mà có Ngọc 3 thì chúng ta dùng Ngọc 3 thôi. Nếu có Ngọc cấp 2 là công phép xuyên giáp phép thì các bạn cũng có thể dùng Ngọc cấp 2 công phép xuyên giáp phép. Nghĩa là dùng Ngọc ưu tiên từ cao xuống thấp khi ép Ngọc nha. Đó, chỉ số công phép xuyên giáp phép thì các bạn cứ ép vô, hoặc là ở khi các bạn thấy Mô Việt nói là Ngọc đỏ cho Adapter Ngọc công phép xuyên giáp phép thì các bạn cứ tìm cái chỉ số công phép xuyên giáp phép mà ép vô thôi. Đó. Và nếu các bạn bắt đầu từ đầu thì các bạn chắc chắn sẽ dùng Ngọc cấp 1.
Còn các bạn chơi lâu rồi thì nhiều khi là anh em có ngọc cấp 2 hoặc cấp 3 thì các bạn cứ dùng ngọc cấp cao nhất nha. Thì hôm nay mình hướng dẫn từ đầu nên thành ra là ghép ngọc cấp 1 trước cái đã, không phép xuyên giáp phép. Rồi, bằng ngọc tím thì cũng có khá nhiều sự lựa chọn dành cho anh em. Một là anh em chơi theo kiểu đó là vừa có một chút tốc chạy, vừa có một chút hút máu phép, thì ngọc tím mình sẽ ép ngọc các bạn cứ cứ kiểu là ngọc cao thì dùng trước, xong ngọc thấp dùng sau nha. Ngọc tím 5 viên hút máu phép đi. 5 viên hút máu phép này. 5 viên hút máu phép đâu mất tiêu rồi. Đây, 5 viên hút máu phép anh em ơi. Và 5 viên tốc đánh tốc chạy. Pháp sư. Ngọc Lục chắc chắn là tốc đánh trên giáp phép, nếu như vị tướng nào các bạn cần tốc đánh và cái chỉ số trên giáp phép nhiều, hoặc là tốc đánh hoặc là trên giáp phép nhiều đó, hoặc là các bạn những vị tướng cần giảm hồi chiêu thì các bạn dùng công phép và giảm hồi chiêu, cái này cũng tùy vị tướng thôi. Mình ví dụ là đang mắc cho những vị tướng tốc đánh trên giáp phép nha. Nói chung là cái bảng ngọc này tất cả pháp sư đều dùng được, đặc biệt mạnh là những vị tướng như Daxi, Quyền Vương rồi Diêu đi rừng vân vân và vân vân. Các bạn thăng cấp nha, sau đó các bạn ấn nút thăng cấp nhanh. Đây các bạn sẽ chọn là thăng cấp đến cấp bao nhiêu. Đó, có thể mắc tối đa là 90 cấp. Nhưng bình thường là mới chơi game thì mình khuyên là các bạn chỉ nâng cấp đến cấp 60 thôi. 6.300 mảnh ngọc hoặc cộng với 3.180 vàng. Rất rẻ phải không anh em ơi? Nếu mà anh em không có mảnh ngọc thì cái chỉ số ở đây sẽ là 5.700 vàng. Thăng cấp luôn này. Đó. Anh em nào có điều kiện hơn thì thăng cấp phát lứa để thăng cấp lên cấp 3. Nhưng mà thăng cấp 3 thì nó hơi chát. 1.800 vàng một phát. Từ cấp 2 cấp 3 ấy. Và 54.000 vàng full ngọc cộng 3. Rất chát phải không anh em ơi? Nên mình nghĩ là anh em mới chơi chỉ có điều kiện là nâng cấp cấp 2 thôi. Sau đó là những vị tướng sát thủ, xạ thủ cần tốc đánh. Cần tốc đánh thì chúng ta dùng ngọc như thế nào ạ? Đó chính là ngọc đỏ, các bạn sẽ ép ngọc tốc đánh vào tỷ lệ chí mạng 10 viên luôn. Ở bảng ngọc tím sẽ là tốc đánh tốc chạy 5 viên. Và mình ấn nhầm là 6 viên mất tiêu rồi. Và ngọc 5 viên nữa là các bạn dùng ngọc hút máu. Ngọc lục chắc chắn là công và lý xuyên giáp rồi, rất nhiều vị tướng dùng được nha. Ví dụ như sát thủ thì Murad hay là Lacrosse đều có thể dùng được. Pháp sư thì, à không, xạ thủ thì có những rất nhiều vị tướng cần tốc đánh như Zhon, Teyonat, Phoenix rồi hay Yate vân vân. Rất nhiều vị tướng có thể dùng được anh em ơi. Thăng cấp nhanh lên cấp 2 luôn. Và mình luôn khuyên anh em là chúng ta có ngọc cấp cao gì thì dùng trước, sau đó mới dùng ngọc cấp thấp nha. Và những viên ngọc các bạn không cần dùng thì các bạn sẽ nâng cấp, các bạn sẽ phân rã tái thiên đập để có mảnh ngọc để nâng cấp những viên ngọc mình sử dụng. Ok, thăng cấp hoàn tất rồi. Đơn giản không anh em ơi? Ý chỉ số cấp 2 thì tốn 5.700 vàng, nhưng các bạn có chỉ số leo rank cực tốt, tránh tình trạng ngọc thập cẩm. Sử dụng ngọc thập cẩm là cái điều vô cùng tồi tệ. Không không khuyên anh em dùng ngọc thập cẩm nha. 5.700 vàng mình thấy anh em kiếm rất là dễ. Ok. Tiếp theo là những anh chàng cần chỉ số xuyên giáp nhiều và tốc chạy nhiều. Xuyên giáp nhiều thì tốc chạy nhiều anh em ơi. Công lý xuyên giáp là sự dọn được người ngọc đỏ 10 viên luôn. Bằng ngọc tím thì sẽ là công lý và tốc chạy. Nhắc lại lần nữa, đó là cái chỉ số ngọc cấp cao dùng trước, sau đó dùng ngọc cấp thấp. Cứ chỉ số công và lý xuyên giáp ngọc tím thì dùng, và ngọc lục là công lý và à không, ngọc tím và công lý tốc chạy, ngọc lục công lý xuyên giáp. Nhầm nhầm anh em, sorry nha. Ok, đây ngọc cấp 2, ngọc cấp 1 mình cũng thấy chỉ số cũng khá ok rồi. Ngọc phiến phí nha, thăng cấp lên cấp 2 luôn là lên 60 cấp, 5.700 vàng. Ok,
6 tốc chạy, 6 3 xương giáp, 29 công lý. Quá là ok. Dùng cho Ryoma rồi sẽ fit Circus, Superman, Joker, Batman, Crick Knack vân vân và vân vân đều dùng có tốt, và Zuka cũng có thể dùng được. Nếu anh em dùng cho thêm những vị tướng mà cần chút chí mạng như Zuka thì anh em cho thêm 5 viên ngọc chỉ để chí mạng ngọc đỏ này, hoặc là Triệu Vân ý, 5 viên chỉ để chí mạng ngọc này này. Ok. Rồi, bây giờ đến những vị tướng trợ thủ. Trợ thủ dùng chung ngọc này luôn nha anh em ơi. Ngọc đỏ các bạn dùng ngọc 3 dòng. 3 dòng đây. Khi mình nói trong video clip là ngọc đỏ 3 dòng, các bạn tự hiểu là ngọc đỏ là tốc đánh bằng đa giáp. Và vẫn là ngọc cấp cao dùng trước, ngọc cấp thấp dùng sau. Ngọc tím cũng là ngọc 3 dòng. Ngọc 3 dòng ngọc tím là ngọc gì ạ? Ngọc cấp 1 của nó là ngọc máu đa, hồi máu và tốc chạy. Đây, 10 viên luôn. Và ngọc lục, đó là máu tối đa giảm thời gian hồi chiêu, cũng 10 viên luôn. Sau đó anh em ấn vào nút thăng cấp. Thăng cấp theo cái điều kiện mình có. Mấy anh em mới chơi thì mình mua việc cứ khuyên anh em lên cấp 60 là ok rồi. Là 1700 vàng. Và các bạn có chỉ số cho những vị tướng trợ thủ máu tối đa cộng 726. Quá tuyệt vời rồi ạ. Ok, bây giờ là những vị tướng nào nhỉ anh em ơi? Nói chung là cũng khá khá rồi. Còn những vị tướng đặc biệt thì các bạn có thể lên kênh Mobile Việt để các bạn xem Mobile Việt hướng dẫn. Khi các Mobile Việt đọc các chỉ số là các bạn vô xem phần ngọc với các chỉ số đó, là các bạn cứ nâng cấp lên cái chỉ số các bạn có điều kiện là có thôi. Có vấn đề nữa là rất nhiều anh em quan tâm đó là phù hiệu. Phù hiệu rất đơn giản. Các bạn chưa biết gì luôn. Các bạn chưa biết gì luôn, các bạn chọn vị tướng mình hay chơi chưa biết gì luôn nha. Anh chẳng thêm chẳng hạn này. Đó. Các bạn ấn nút đề cử. Các bạn ấn vào các cái chỉ số đó là phương án cho bro hoặc là phương án hot. Hot hot hot. Đây. Các bạn kéo xem là cái gì dùng nhiều thì các bạn dùng thôi. Đơn giản không? Và nếu muốn chính xác max ping 100% thì lên kênh Mua Việt mình sẽ hướng dẫn cái nó max của max tối đa sức mạnh của tướng hơn. Ví dụ anh chàng thên thì các bạn dùng cái này. Ủa cái này thì cũng không được đâu anh em ơi. Ơi hơi sai sai. Mình thấy là cũng chưa chuẩn cho lắm. Chưa chuẩn cho lắm đâu anh em ơi. Như là cái pro này, cái phương án hot này nó cũng chưa là chuẩn 100% được. Còn những cái nó thực sự là vẫn phải tùy chỉnh nữa. Nhưng mà anh em cứ chọn là cái nhiều, sau đó các bạn ấn vô thôi. Đó. Cứ chọn cái nhiều các bạn ấn vô thôi là các bạn đã gọi là cũng được đạt được 90% rồi. Còn lại 10% lên kênh Mua Việt hướng dẫn các bạn. Ok, như vậy video này mình đến hết. Xin chào anh em và hẹn bạn trong clip theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.